rồi, hãy cùng bắt đầu theo cái trận đấu mà tất cả chúng ta đang trân trọng này. Nesta. Cầu bóng vào. Didier Drogba. Đây là một cơ hội khác. Ronaldinho. Essien. Và anh ấy đã truyền lại cho đội của mình. Cuadrado. Didier Drogba. Ronaldinho. Có thể có bàn thắng. Phán đoán chính xác. Diego Lopez ôm gọn bóng trên tay. Essien. Drogba. Nani. Mason Mount. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Drogba. Kaká. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Essien. Sút. Đây rồi, bàn thắng. Vâng, đây là anh chàng đội trưởng, một pha ghi bàn mẫu mực. Anh ấy xuất hiện bất ngờ tại thời điểm đó và anh ấy làm được điều đó nhiều hơn một lần trong sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ này. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu vì số hiện tại đang là 1-0. Kaká. Anh ấy đã lấy bóng vòng pha can thiệp rất tốt. Ronaldinho. Làm gì đây? Pedro Rodriguez. Didier Drogba. Đó như là một cơ hội. Đã có bàn thắng gỡ hòa. Đó là một pha dứt điểm tuyệt vời. Họ đã phối với nhau rất nhịp nhàng. Cá nhân tôi rất thích bàn thắng này, nó thật sự rất thú vị. Ngay lập tức đã có bàn thắng cho bàn tỷ số 1-0. Mason Mount. Didier Drogba. Hãy xem pha đá phạt này. Rất nhanh. Sút. Đó là xà ngang. Ôi, bóng đã được giữ lại. Tạt bóng đi. Ronaldinho. Cả hai đội đang chơi thắng. Hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu chính thức bắt đầu.
Alessandro Nesta. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Không được. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Essien. Mason Mount. Vâng, anh ta dính bẫy Việt vị. Bạn có thể xem anh ta đã cố gắng như thế nào để phá nó. Kaka. Một pha tắc bóng mạnh mẽ ngay từ bên dọc. Và sau đây là pha đánh biên. Nesta. Ronaldinho. Họ đang mở bóng ra cánh. Bóng đã ra ngoài và một quả đá biên. Thủ môn có thể đi tới và bắt bóng. Đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh. Kaka. Essien có thể dứt điểm ngay. Theo Hernandez. Ronaldinho. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Didier Drogba. Pedro Rodriguez. Thật tuyệt khi sút. Như vậy là họ đang vươn lên dẫn trước. Rất độc đáo, pha dứt điểm rất đẹp. Yeah, anh ấy đã ghi bàn. Thủ môn đã bất lực với quỹ đạo bay của trái bóng. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Rất hay. Và bóng rất sát. Essien. Mason Mount. Antonio Rüdiger. Essien. Vượt qua rồi. Pha xọc bóng rất nhanh và kết quả là một cú ném biên. Có cơ hội. Ghi bàn. Họ đang có bàn trình diễn rất tốt. Đã có một bàn thắng rất trước. Đội bóng đang thực sự tạo cho mình rồi chiến thắng trong trận này. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Sẽ có đá phạt. Chỉ bóng may rủi và trọng tài cho rằng đó là một pha phạm lỗi nghiêm trọng. Anh ta đã cố gắng đeo bám, tuy nhiên pha xọc bóng lại không được như ý. Kaka. Essien. Michael Ballack. Tiến lên đi. Và đây là cú sút. Wow. Bàn thứ nhất đã cho những sự chuẩn bị tuyệt vời để tiếp tục ghi thêm bàn thắng này. Một thế trận áp đảo, có thể nói là trận đấu đã kết thúc ở đây.
Vâng, đồng hồ đã điểm, 2 phút thi đấu còn lại. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 2 phút. Michael Ballack bắt bóng. Và anh ấy đã truyền lại cho đội của mình. David Beckham. Đây rồi. Tiến lên đi. David Beckham. Kaka. Rico. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Để mất bóng. Chưa câu. Ôi, bóng đã được giữ lại. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Kovacic. Thật dễ dàng cho thủ môn. Kaka. Bắt bóng. Chắc chắn được có penalty. Đội bóng đã có một cơ hội để cân bằng tỷ số với một cú phạt đền. Vâng, cầu thủ đang đứng trước bóng là cầu thủ đá phạt rất tốt. Tôi nghĩ anh ta không cố ý. Bóng trôi đi rất nhanh và anh ta đã phải phạm lỗi. Tôi nghĩ anh ta không cố ý. Bóng trôi đi rất nhanh và anh ta đã phải phạm lỗi. Ghi bàn rồi, bàn thắng từ chấm phạt đền. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Asian.
Tắt bóng đi. Bóng đã nằm gọn trong tay anh ta. Vâng, anh ta dính bóng tuyệt vị. Bạn có thể xem anh ta đang cố gắng như thế nào để phá nó. Đó là một cú đánh điên. David Beckham. Essien. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Họ có khoảng trống ở cánh, đây là cơ hội để họ tấn công. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Nhưng ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng ở trận đối phương. Neto tăng tốc. Mất bóng. Một không là tỷ số. Hiệp hai của trận đấu tại Old Trafford xin được bắt đầu. Essien. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Giữa cầu. Phòng ngự rất tốt. Kaka. Essien. Giữa cầu. Điều tấn công rất hay. Có thể tạt bóng. Varane vừa có pha phóng lên. Anh ấy chơi rất tốt. Tôi rất thích kỹ thuật xử lý bóng đó của anh ta. Đây là một cơ hội khác. Essien. Đối thủ phòng ngự rất tốt và đã mất quyền kiểm soát bóng. Ronaldo. Pepe rồi, rất đáng tiếc. Nếu không đó sẽ là một tình huống đe dọa khung thành đối phương. Rất mất bóng trong vòng cấm. Tình huống lấy bóng của Varane. Đây rồi. Chiếc xe bát hai tầng vững chắc đang được dựng lên. Sút. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Kovacic. Sút như thế sao mà ghi bàn đây? Chắc chắn là hắn sẽ tới. Có cơ hội ngay bây giờ. Và thắng cân bằng tỷ số. Thi đấu được quyết hoặc thực sự của trận đấu. Vâng, đây là trang lý trưởng. Một phần ghi bàn mẫu mực. Yeah, anh ấy vừa xuất hiện bất ngờ tại thời điểm đó. Và anh ấy đã làm được điều đó nhiều hơn một lần trong sự nghiệp của mình trong câu lạc bộ này. Bạn có thể thấy sự tự tin của Eto'o hiện rõ qua từ bức tranh trong trận này. Anh ấy đã cướp được bóng.
ta đang trong thời điểm cuối cùng của trận đấu. Rất nhanh. Sút đi. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Chuyền bóng lại thành công. Essien. Tiến lên đi. Sút. Và ngăn chặn tuyệt vời. Những tình huống phạt góc thế này có thể tạo ra rất nhiều trong trận đấu căng thẳng. Một tình huống thi đấu rất tốt của thủ môn. Anh ta đã tự giấu một bàn thắng của đối phương. Thiago Silva. Những pha ban bật khá đẹp mắt. Thật tuyệt khi sút. Rất hay. Anh ấy đã có bàn thắng. Họ vươn lên dẫn trước và gần như nắm chắc chiến thắng trong tay. Một trong điều tuyệt vời của bóng đá hiện đại là không thể dự đoán trước tỷ số. Chính xác, khi trận đấu chưa kết thúc, các trận đấu vẫn cần phải nỗ lực tối đa. Anh ta chính là anh hùng bởi vì nó đã đem về chiến thắng quan trọng cho cả đội. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng ở chân đối phương. Và như vậy trận đấu căng thẳng này đã